Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từng đợt gió rét thổi qua, trận tuyết đầu mùa thông thả đáp xuống, băng tuyết rét lạnh báo hiệu bắt đầu vào đại hàng. Trong kinh thành tại đệ nhất hiển hách phú thương Yến Gia Trang, mái hiên đường hứng lấy từng đợt bông tuyết xinh sáng trắng tinh tự giấy phiên trong xa thật giống một bức tranh tuyệt đẹp, thật ưa nhìn, nhưng không ai biết bên trong trang phòng xinh đẹp lại đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Trong phòng Yến Vũ không đang đứng giữa tổng quản cùng vài nô bộc, căn phòng tráng lệ mà cao quý, thanh lịch nhưng cũng thật xa hoa. Yến Vũ không 14 tuổi là con trai độc nhất của Yến Gia, tay đang nắm vạt áo, y phục toàn thân không chỉnh. Hắn có khuôn mặt mỹ lệ, vốn mẫu thân đã qua đời của hắn là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, dung nhan của hắn rất giống mẫu thân, mới từng này tuổi cũng đã khiến bao nhiêu nam tử say nhìn đến nín thở, tuy rằng mới 14 nhưng đã tự bông hoa đến kỳ nở rộ sắc hương tiếng vũ không kế thừa từ mẫu thân làn da trắng thuần mỏng manh tự như trong suốt mái tóc đen mềm mại xõa tung trên lưng đôi mắt đen tuyền khiến lòng người kinh diễm đôi môi hồng nhuận nếu hắn là nữ tử chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng muốn âu yếm hắn ngã dưới chân hắn cho dù hắn là nam tử đi trên đường cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nam nhân điểm duy nhất không giống mẫu thân đó là ánh mắt hắn lạnh như băng tính tình băng lãnh cực điểm bất luận kẻ nào bị cái nhìn băng lãnh của hắn quét qua cũng đều nao núng mà chùn bước đó cũng là lý do tiếng tâm dung mạo hắn vang xa nhưng không ai dám đắc tội hắn mạo phạm hắn thậm chí khinh nhận hắn trừ bỏ hiện tại yến vũ không vạt áo bị rớt ra để lộ khoảnh ngực tuyết trắng người trong phòng không ai dám hé mắt lên nhìn hắn một cái bởi ánh mắt hắn đỏ âu toàn thân tức đến phát ruông ai nấy đều thấy mạo phạm đến thân hắn không thể thoát chết cho dù có vận may bảo hộ đem hắn nhốt vào hậu viện, ta muốn đích thân xử lý hắn. Yến Vũ không nhìn hàng độc cổ dưới đất mà phẫn nộ bốc hỏa, trong mắt cơ hồ muốn tuôn ra khỏi hốc mắt, hắn ngữ khí nổi giận không còn khống chế, không như ngày thường lạnh băng ít lời. Hàng độc cổ chính là nô bộc bán thân cho Yến gia, tuổi không rõ, chỉ biết từ nhỏ đã được Yến gia mua về, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình bao nhiêu tuổi nhưng theo bề ngoài mà đoán thì hắn cũng trạc tuổi Yến Vũ không nhưng hàng độc cổ hai năm lại đây thân bỗng cao vọt, so với nam tử bình thường càng thêm cao lớn, khuôn mặt vốn ngây thơ cũng trở nên thành thục chút ít, dễ nhìn ra được sau này trưởng thành hắn nhất định thập phần anh tuấn mê người. Không biết hắn vì sao bỗng nhiên xông vào phòng thiếu gia, dùng bạo lực định cưỡng bức, bị Yến Vũ không kêu người vây đánh. Hàng độc cổ khóe miệng chảy máu cũng không nhúc nhích mà chỉ nhìn chăm chú Yến Vũ không từ trên xuống, từ dưới lên tựa như muốn đem quần áo của hắn xén đi từng tất từng tất một. Yến Vũ không thấy hắn thật lớn mật, đến giờ phút này mà ánh mắt vẫn còn dám ở trên người hắn lưu luyến thì không khỏi tức giận, cầm roi ngựa hướng người hàng độc cổ đánh không chút lưu tình. Ba ba ba, từng đợt đòn hiểm vang lên, sau lưng hàng độc cổ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, nhưng hàng độc cổ một tiếng trên cũng không thoát khỏi cổ, chứ đừng nói đến van cầu xin tha thứ. Ngươi là một kẻ nô tài vô sĩ thấp hèn, còn không tự biết bản thân bao nhiêu phân lượng, ta đời này tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi ta muốn ngươi phải hối hận vì đã mạo phạm ta. Yến Vũ không nói xong càng thêm nặng tay, từng roi lao ra tưởng chừng như xé gió. Trong phòng chúng nô bộc đều biết hắn cứ đánh như thế thì sẽ đánh chết hàng độc cổ, nhưng thấy hắn nóng giận như thế cũng không ai dám lên tiếng nói đỡ cho hàng độc cổ một câu. Ngươi kẻ hạ nhân, thấp hèn, vô sĩ, đê tiện cực điểm, giải thích cho ta, quỳ xuống giải thích, bằng không đừng hồng ta tha thứ cho ngươi, nhìn ngươi là muốn chết hay muốn quỳ xin tha thứ. Yến Vũ không mắng đến không thở nổi. Hàng độc cổ cắn chặt môi, trên lưng cực kỳ đau đớn, trên mặt đất từng roi quốc ra màu đỏ, nhưng hoàn toàn không làm cho hắn lùi bước. Hắn nhìn thẳng Yến Vũ không, nói ra lời nói mạnh mẽ, khiêu khích đến cực điểm. Ta sẽ không giải thích, bởi vì ta không có sai. Những lời này tự như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho Yến Vũ không tức đến dơ chân, mặt hắn đỏ lên, tức giận đến quăng ngã roi tiến nhanh tới hung hăng thưởng hàng độc cổ vài cái cái tác. Đem hàng độc cổ đánh cho hai má sưng phù, hắn mới lại cầm lấy roi, hung hăng quất, quất thẳng tới khi hàng độc cổ hôn mê bất tỉnh, toàn thân là vết máu, hắn còn chưa nguôi giận. Đem hắn vứt ven đường, ta muốn xem hôm nay hàng địa đông lạnh, lạnh tới chết xem hắn còn dám mạnh miệng. Tổng quản sớm sợ tới mức nhìn thở không dám ho he một ngụm, lập tức theo mệnh lệnh, đem hàng độc cổ bỏ lại trên đường hoang vắng đầy tuyết trời giá rét đất đông lạnh, nhiệt độ không khí nhanh giảm xuống thấp, hàng độc cổ bị đánh thừa sống thiếu chết, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, hắn muốn sống, chỉ sợ so với lên trời còn khó. Năm năm sau, hàng thiếu gia, thật nể mặt, thế nhưng mời được ngài, cổ gia chúng ta thật rất vinh hạnh. Cổ gia thiếu gia đón dâu, đang lúc mở tiệc, gặp khách quý liền mỉm cười mời vào, cổ lão gia lập tức tiếp đón, không dám chậm trễ. Hàng độc cổ là cự phú Giang Nam, hai năm gần đây mới phất lên, nghe đồn hắn phú khả địch quốc, giang nam tơ lụa hơn phân nửa đều là do bố trang của hắn làm ra, giang nam tơ lụa tất vải tất vàng, nghe nói tơ lụa của hắn còn được tuyển làm cống phẩm hiến cho hoàng thượng, càng biết bố trang của hắn tơ lụa bao nhiêu thượng đẳng. Hắn mới tới kinh thành, vừa ra tay liền khiến cho mọi người thêm vài phần kính trọng, hắn mua liền một hơi cả chỉnh điều thương phố, thương phố này vốn niên đại lâu năm, có không biết bao nhiêu là hộ, người ở cực đông, mua hết cũng chết tiền. Khi hắn mua phố, khắp kinh thành truyền đi một trận lớn cười nhạo, chung quanh đều có người chê hắn không hiểu việc làm ăn ở kinh thành, chỉ có thể đi xuống phía nam, kiếm chút tiền của người miền nam mà thôi. Hàng độc cổ đem chỉnh điều phố hủy đi sạch bách, không nói không nhà. Việc này càng bị thương nhân kinh thành cười đến ông bụng, nói hắn chẳng những không biết buôn bán, còn ngu tới cực điểm, ngay cả phòng ở đều từ bỏ, cái phố tàn phế ngay cả phòng ở đều không có, càng vô dụng. Không thể tưởng được hàng độc mở cuộc đại khởi công sắp xếp lại phòng ốc đẹp không sao tả xiết, dùng điều kiện hậu đãi mời một ít cửa hiệu lâu đời ở Kinh Thành, thương gia đến này thương phố, hơn nữa mời Vũ Long võ sư mỗi ngày trên đường cái biểu diễn làm tăng phần náo nhiệt. Thương phố tẻ nhạc bỗng chốc trở thành địa phương náo nhiệt nhất kinh kỳ, cái thương phố sạch sẽ, có nhiều thứ đặc sắc trở thành địa phương giải trí được yêu thích nhất của mọi người trong kinh thành. Từ nay về sau, Muốn vào ở thương phố đều thật khó sắp xếp, tất cả phụ thuộc vào hàng độc cổ, nhờ vậy hàng độc cổ thu vào món hời lớn, có thể nói tại đây tiền sinh tiền, lợi nhuận tăng không ngừng, thoáng chốc hắn trở thành thương nhân có ảnh hưởng lớn nhất ở Kinh Thành. Hơn nữa, hắn đến chỗ nào, mọi người lo sợ còn nịnh bợ không kịp. Bởi vậy cổ gia đón dâu, hắn đến cổ gia chúc mừng, có thể nói là làm cho cổ lão gia lên mặt vui mừng. Cổ lão gia tự biết mình chỉ là một cái thương nhân nhỏ, cũng không hơn đại phú đại quý, có thể làm cho hàng độc cổ đến nhà, y đương nhiên mừng rỡ cười ha ha, còn nắm tay hàng độc cổ mời uống mấy chén. Cổ lão, chúc mừng, chúc mừng. Hàng thiếu gia có thể đến nhà của ta, quả thực là làm ta nở mày nở mặt, ta còn phải đa tạ hàng thiếu gia di giá. Hàng độc cổ cười mà không đáp, ánh mắt tuấn lãng đương ngang qua chỗ mấy nữ nhân chưa xuất giá của cổ gia, làm cho này đó tiểu cô nương mỗi người tâm động xôn xao các nàng chỉ nghe qua phụ thân ca ngợi hàng độc cổ, chưa từng gặp qua hắn, không thể tưởng được hàng độc cổ diện mạo thật tuấn giật, anh khí lộ ra ngoài, chưa kể hắn giàu có đến mức làm người ta liếu lưỡi. Cổ lão, kỳ thật ta hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Vừa nghe hàng độc cổ nói năng khách khí, cổ lão da vội vàng xua tay, xung quanh hàng độc cổ đều có người nịnh bợ, muốn nhờ hắn hai chữ hắn còn không dám nhận. Nhưng hàng độc cổ nói chuyện như thế khách khí, cũng làm cho hắn trong lòng một trận hưởng thụ, nhìn không được lại nở nụ cười. Trên mặt càng thêm đắc ý vài phần. "Hàng thiếu gia ngài khách khí, đừng nói là có việc muốn nhờ, nếu ta mà có khả năng, ta nhất định sẽ không chối từ." "Là như vậy, ta nghĩ nhờ ngươi giới thiệu với Yến gia thiếu gia, ta muốn cùng hắn bàn chút chuyện làm ăn." Vừa nghe là Yến Vũ không, cổ lão gia sắc mặt cứng đờ, lập tức không nể mặt nói, "Yến thiếu gia tính tình thật khó." ta cùng phụ thân hắn cùng làm ăn vài thập niên phụ thân hắn vừa chết tên tiểu tử này không hiểu được việc buôn bán ngày thường sống an nhàn sung sướng không đem người khác xem ở trong mắt ta là vì ở cùng phụ thân hắn vài thập niên giao tình khuyên hắn vài câu hắn ngược lại mắt lạnh nhìn ta không chút cảm kích tên tiểu tử hỗn láo này ta sẽ chờ coi hắn miệng ăn núi lở khuynh gia bại sản nói đến chỗ tức giận cổ lão gia không khỏi mắng thêm vài câu biểu đạt bực tức dân đầy mình ta nghe nói Yến Gia vài năm gần đây gia nghiệp điêu đứng không ít. Cổ lão gia cả giận. Yến Gia nguyên bản có thương phố vốn là nơi kiếm tiền trọng điểm trong kinh thành, chính là từ lúc hàng thiếu gia đến đây về sau, thương phố của ngài so với Yến Gia càng, càng. Cổ lão gia vốn nhanh mồm nhanh miệng, nói tới đây, lo sợ đắc tội hàng độc cổ, hắn mới lúng túng dừng lại. Hàng độc cổ không giận còn cười. Việc buôn bán chủ yếu dựa vào bổn sự, Cổ lão đây là ở ca ngợi ta sao? Cổ lão gia thấy hàng độc cổ không thèm để ý, mới yên tâm tiếp tục nói tiếp, huống hồ việc này kinh thành thương giới mọi người đều biết, cũng không tính là là cái gì bí mật. Thương phố của hắn gần đây thưa thớt đi nhiều, tuy rằng các ngươi là hai thương phố láng giềng, nhưng đám đông đã không muốn hướng đến chỗ hắn, hơn nữa hàng thiếu gia gần đây mở mấy cái sinh ý, đều cùng yến gia đối đầu. Hàng thiếu gia có thể là vô ý nhưng trong kinh thành nguyên bản nơi kiếm tiền sinh ý quan trọng đều là trong tay yến gia ngài hiểu được tiền mạch nhân mạch mà vận dụng dần dần gia nghiệp yến gia liền suy sút rất nhiều cổ lão gia nhìn liếc mắt một cái hàng độc cổ muốn bỏ đi chủ ý trong lòng hắn yến thiếu gia cá tính thập phần cổ quái ngài ra vào nơi nào hắn liền tuyệt không bước vào dường như cùng ngài thề không cùng ngài đứng chung một chỗ chỉ sợ là đối với thủ đoạn sinh ý của ngài thập phần kiên kỵ ghen tị cái gọi là vương không thấy vương, ngài dù thấy hắn, ta nghĩ hắn cũng sẽ không cùng ngài hảo làm ăn. Hàng độc cổ cao giọng mà cười, cổ lão, làm ăn chính là làm ăn, người này ta có thích hay không, chán ghét hay không, cùng làm ăn có cái gì quan hệ. Ta là cái thương nhân, hiểu được chính là trục lợi mà thôi, ai có thể cho ta lợi nhuận, ta liền cùng họ giao hảo, đây vốn là đạo lý phổ biến, chả lẽ Yến Thiếu Gia ngay cả điều này cũng không hiểu. Điều này cũng đúng, Ta cùng với phụ thân hắn giao tình không phải là nhỏ, hôm nay đón dâu, hắn dù không hợp với ta, vẫn đến đây. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi, hắn ngồi một mình một bàn, một thân áo trắng, bộ dạng thập phần tuấn mỹ, ngươi xem. Cổ lão gia đứng lên, mang theo hàng độc cổ đi qua. Yến Vũ không nâng mắt lên, vừa lúc cùng hàng độc cổ bốn mắt chạm nhau. Hắn vừa thấy hàng độc cổ đến, lập tức mặt biến sắc, liền đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Yến thiếu gia xin dừng bước. Cổ lão gia thanh âm to lên. Yến Vũ không không nghĩ ở trước cống chúng đối với chủ nhân thất lễ, đành phải dừng lại cước bộ, mà hàng độc cổ đã muốn đi đến phía trước hắn. Cổ lão gia tiêu sái tiếng lên giới thiệu hai người. Hàng thiếu gia, vị này chính là Yến Vũ không thiếu gia nổi danh, Yến thiếu gia, vị này chính là đại danh đệ nhất giang nam cự phú hàng độc cổ thiếu gia, hai vị đồng dạng là người ở Kinh Thành Trung Chi Long, cũng nên gặp mặt hiểu biết. Yến Vũ không khinh thường nói. Ta không cần nhận thức người như thế. Cổ lão gia ngẩn ra, làm sao biết hắn vừa gặp mặt, liền nói khó nghe như vậy. Nhưng hàng độc cổ lại cất tiếng cười to, Yến Thiếu Gia nói chuyện thật là hài hước, thú vị. Cổ lão gia thần tình đỏ bừng, Yến Vũ không nói khó nghe như vậy, chẳng phải là không thèm nể mặt hắn. Ngay cả mặt mũi cũng không lưu, cho dù hàng độc cổ có cho qua thì hắn vẫn thập phần tức giận. Hàng độc cổ nhìn ra lão đang tức giận, cười nói. Cổ lão gia, con dâu ngươi đến kính rượu, ngươi nên nhanh quay về chỗ, ta tự mình cùng Yến thiếu gia nói chuyện là tốt rồi. Sau khi cổ lão gia rời đi, Yến Vũ không trừng mắt nhìn hàng độc cổ, lạnh khóc cười khang một tiếng. Ta không nghĩ tới ngươi không chết, ta nghĩ đến ngươi trở thành tên khất cái, cũng là sớm chết ở bên đường. Nhờ phúc Yến Thiếu Gia, ta chẳng những sống rất tốt, còn tạo thêm được vài con đường làm ăn, nhưng thật ra tình hình yến thiếu gia gần đây hình như không tốt. Hàng độc cổ da mặt dày đàm tiếu tự nhiên. Yến vũ không thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, hắn hỏi như vậy, rõ ràng là nhạo bán y, gần đây chuyện làm ăn đều bị hắn cướp đi, làm cho yến gia gia nghiệp không như trước thật cũng bách. Tốt xấu liên quan gì đến ngươi? Nếu yến gia phá sản không còn một đồng, yến thiếu gia xinh đẹp mỹ miều thế này, nếu phải bán đi dung nhan trả nợ, chẳng phải là chuyện xấu nhất sao? ý là bán nhang, hàng độc cổ mang theo ý cười mà nói, giọng nói lại ác độc hạ lưu hoàn toàn không thể từ trên mặt hắn vẽ tươi cười nhìn ra một tia đồng nhất, người không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ lúc đó, còn tưởng rằng hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Người ăn nói cho cẩn thận. Yến Vũ không tức giận đến nắm chặt nắm tay. Ta là nói ngươi nhân Mỹ xinh đẹp, có cái gì không đúng. Yến Vũ không xoay người rời đi, khinh thường không thèm cùng hắn chấp nhặt, không thể tưởng được hàng độc cổ nhanh trước vài bước theo sát sau hắn hắn nhẹ giọng nói ta không quên được thân thể xinh đẹp của ngươi yến vũ không cả người cứng đờ hai người đã ra tới cổ gia môn khách nhân tới chúc mừng đều ở phòng trong uống rượu mua vui bên ngoài ngược lại vắng vẻ im ắng chỉ có hai người thật hy vọng có thể thấy mị thái của ngươi lúc mở rộng hai chân cầu xin ta tiến vào không còn gì để nói về độ dày của mặt anh này Toàn thân Yến Vũ không tức đến phát run, hắn phóng ra một cái tác, hàng độc cổ liền duỗi ra bàn tay to lớn, bắt lấy tay hắn, còn cứng rắn nhéo một chút. Yến Vũ không chịu đau cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ánh mắt phẫn hận, nhưng là hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Ta không phải nô bộc của ngươi, không thể để cho ngươi muốn đánh thì đánh, sau lưng ta mỗi một vết roi đều phải trả lại cho ngươi đau đớn lúc đó ta phải chịu, ngươi nhớ rồi chứ, ta đến kinh thành nếu chỉ có một mục đích thì chính là phải phá đổ yến gia. Hàng độc cổ hé môi cười, lộ ra khuôn mặt tươi cười anh Tuấn, ánh mắt lại mê đắm nhìn khắp toàn thân yến vũ không? Hoặc là ngươi tự động hiến thân? Ngươi là đồ vô sĩ, cả đời đừng hồng mơ tưởng. Yến vũ không một tay bị nắm trụ, giơ lên tay kia hướng hàng độc cổ trên mặt đánh tới, chém ra bàn tay dùng sức to lớn khiến cho lòng bàn tay rung lên. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường cười lạnh nói, ngươi còn tiếp cận ta chính là tự trước lấy nhục, đến lúc đó ta sẽ mở ra khế tự bán thân của ngươi, đem ngươi này phú thương mang về trong nhà làm nô bộc, xem ngươi có xấu hổ hay không. Hàng độc cổ nhẹ vỗ về hai má bị đánh, khóe miệng nhếch lên, ta đây cũng công khai ngươi lúc 14 tuổi tự vạch trần cho ta chà đạp tình cảnh, nhất định có rất nhiều người nguyện ý nghe quá trình hương sắc bên trong. Yến Vũ không ánh mắt buồn bã, ngươi không sợ mất mặt, lại còn nói bậy. Với nam nhân chuyện phong lưu chính là ấn ký vinh dự, nếu mọi người biết ngươi có bao nhiêu hương diễm chủ động mời ta, chỉ sợ bọn họ đều hâm mộ ta chết a." À? Rốt cuộc nghe không nổi ngôn xấu xa của hắn, Yến Vũ không tức khí đến đen mặt, tay vừa nhấc, vừa muốn đánh một chưởng. Hàng độc cổ ánh mắt biến đổi, trở nên sắc bén âm ngoan, hắn bắt lấy cánh tay đang múa may của Yến Vũ không, trở toàn thân mình, đem Yến Vũ không bước đến một góc âm u, "Ngươi muốn làm gì?" Yến Vũ không vùng vẫy. Muốn làm cái này. Hàng độc cổ dùng sức kéo mạnh những sợi tóc đen tuyền của Yến Vũ không, làm cho hắn ngẩn mặt, sau đó nhanh chóng xâm chiếm, hôn liếm đôi môi đỏ mộng của hắn. Yến Vũ không dùng sức giãy dụa, hàng độc cổ ngược lại dùng sức mạnh của thân thể tráng kiện đưa hắn gắt gao giữ chặt ở góc tường, làm cho hắn căn bản không thể bỏ chạy, chỉ có thể phí công chịu vây cùng cái tên thú tính kia giao đấu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả